Tại giải vô địch điền kinh châu Á ngày 16 tháng 7, tổ 4x400m nữ Việt Nam đã giành chiến thắng đáng tự hào. Tuy diễn biến cuộc đua có hai chi tiết khác thường, nhưng đội tuyển đã chứng tỏ sự linh hoạt và chiến thuật tốt. Huấn luyện viên Vũ Ngọc Lợi của tổ 4x400m đã thực hiện một sự thay đổi bất ngờ khi quyết định để chủ lực Nguyễn Thị Huyền chạy lượt 3 thay vì lượt cuối như thông thường. Quyết định này đã giúp tái tạo hiệu quả và đánh bại các đối thủ. Để nâng cao cơ hội chiến thắng, huấn luyện viên chọn Nguyễn Thị Ngọc xuất phát đầu tiên vì xuất phát tốt là điểm mạnh của cô. Cùng với sự đồng lòng và nỗ lực của các thành viên, tổ 4x400m đã vượt qua một cuộc đua không dễ dàng và xứng đáng giành vinh quang. Cuộc đua 4x400m nữ tại giải vô địch điền kinh châu Á 2023 trở nên cực kỳ gay cấn ngay từ lượt chạy thứ hai khi Hoàng Thị Minh Hạnh tạo áp lực lên các đối thủ với pha bứt tốc điệu nghệ. Đội tuyển Việt Nam cuối cùng đã xuất sắc giành HCV sau một cuộc đua đầy kịch tính. Huấn luyện viên Vũ Ngọc Lợi đã thực hiện một quyết định táo bạo khi cho Nguyễn Thị Huyền chạy lượt thứ ba thay vì lượt cuối như thông thường. Điều này đã giúp tạo ra lợi thế và mang về chiến thắng ngoạn mục. Tại SEA Games 32, Huyền bị hạn chế khi chạy ở làn số 7, nhưng lần này cô đã có cơ hội phát huy tối đa sức mạnh bứt tốc qua đối thủ. Huấn luyện viên Lợi tin tưởng rằng sự kết hợp giữa Huyền và Minh Hạnh sẽ giúp đội tuyển tạo ra lợi thế và xuất sắc giành HCV 4x400m nữ tại giải vô địch điền kinh châu Á.